Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thật hay giả, dữ liệu viêm phổi Vũ Hán đợt 2 tại Việt Nam. Cho đến khi làn sóng viêm phổi Vũ Hán lần thứ 2 trở lại Việt Nam vào cuối tháng 7 vừa qua, thì Việt Nam đã có thêm hàng trăm ca nhiễm mới và đặc biệt nhất là có những bệnh nhân đầu tiên đã chết vì viêm phổi Vũ Hán. Câu hỏi đặt ra giống như đợt 1 là những số liệu mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp trong đợt dịch thứ 2 này có đáng tin cậy hay không? Tính đến chiều tối vào ngày 11 tháng 8 năm 2020, Việt Nam có tổng số 863 ca nhiễm và 16 người tử vong vì viêm phổi Vũ Hán, và con số này cho đến nay đã tăng lên rất nhiều. So với phần lớn các quốc gia khác thì con số này của Việt Nam vẫn thật đáng khiêm tốn, dẫn đến nhiều nghi vấn từ không chỉ cộng đồng quốc tế mà cả nhân dân trong nước. Đây là hình ảnh chụp màn hình thống kê tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán của Việt Nam và trên thế giới trên trang web của Bộ Y tế vào cuối ngày 11 tháng 8 năm 2020. Trong chương trình hội luận bàn tròn với chủ đề viêm phổi Vũ Hán tái phát, liệu Việt Nam có thể vừa chống dịch vừa chống đói được không, do đài BBC tổ chức vào ngày 6 tháng 8, bác sĩ Phan Đình Hiệp, chuyên gia về y tế từ Úc, nhận xét như sau. So với lần trước thì lần này thông tin của Việt Nam có vẻ tiến bộ. Tuy nhiên, nếu tìm vào nguồn như là nguồn của Bộ Y tế để tìm kiếm thông tin có vẻ hơi khó khăn để tìm hiểu. Và hy vọng rằng ngành y tế sẽ thiết lập được những thông tin truyền thông nhanh nhạy, tập hợp lại chính xác để người dân có thể thích ứng. Và Việt Nam từ trước đến nay người ta vẫn phải theo thông tin từ trên xuống dưới, tức là một hình thức truyền thông tin định hướng. Truyền thông tin định hướng là cái lợi là thông tin theo một chiều, nhưng cái hại là nhiều khi thông tin chúng ta phải đợi phía trên, hy vọng lần này sẽ không bị như vậy. Và một tuần trước, sau một tuần, tôi có cảm nhận là con số Việt Nam đưa ra có vẻ tiến bộ, còn nó tiến bộ đến chừng mực nào thì thực sự ở bên trong mới biết, ngoài thì không thể biết. Chỉ mong rằng hãy vì minh bạch và trung thực để cùng chung tới nhau giải quyết vụ dịch bệnh này. Và khi nhìn lại trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên trong làn sóng dịch thứ hai và trường hợp đầu tiên tử vong vì bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam thì thấy sự lúng túng của truyền thông cũng như chính quyền Việt Nam về vấn đề này. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài viết ca bệnh ở Đà Nẵng làm xét nghiệm lần 5 vì chưa chắc bị viêm phổi Vũ Hán, được đăng trên báo điện tử của Tuổi Trẻ vào 18 giờ 8 phút vào ngày 24 tháng 7 năm 2020. Và cho đến khi một người dân sống tại thành phố Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm lần 3 dương tính với viêm phổi Vũ Hán, 2 lần ở Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Đà Nẵng và 1 lần ở Viện Pasteur Nha Trang, chính quyền vẫn tuyên truyền là chưa đủ cơ sở để khẳng định bệnh nhân này mắc viêm phổi Vũ Hán. Chẳng hạn, báo Tuổi Trẻ cho biết đến 18 giờ 08 ngày 24 tháng 10 năm 2020 đã có bài viết ca bệnh ở Đà Nẵng làm xét nghiệm lần 5 vì chưa chắc bị viêm phổi Vũ Hán. Trong khi đó, đối với một bệnh nhân có sức lây lan nhanh và mạnh như viêm phổi Vũ Hán thì thời gian là vàng, công tác tuyên truyền thông tin đóng góp rất lớn việc nâng cao ý thức người dân, tránh được ý thức chủ quan với dịch bệnh trên diện rộng, nhất là vào mùa cao điểm du lịch và nghỉ hè tại Việt Nam. Và tiếp đến, Việt Nam vào ngày 31 tháng 7 đã ghi nhận bệnh nhân đầu tiên tử vong liên quan đến viêm phổi Vũ Hán kể từ khi dịch bệnh này xuất hiện tại Việt Nam vào cuối tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, đài truyền hình BBC cũng ghi nhận trong khoảng một tiếng đồng hồ có diễn biến gây khó hiểu trong việc tường thuật của báo chí chính thống. Ban đầu thì trong ngày 31, các báo lớn đều đưa tin tử vong của bệnh nhân số 428, nam, 70 tuổi, tại phường Minh An, thành phố Hội An, Quảng Nam. Nhưng tiến đến khoảng 15 giờ 30 chiều giờ Việt Nam, hầu hết các báo mạng ở Việt Nam tuy đã đưa tin này lại đã xóa. Và thời điểm đó, dường như bản tin tử vong của bệnh nhân 428 chỉ còn trên một vài trang báo chính thống lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Và đến 15 giờ 46 phút, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế Sức khỏe Đời sống mới đăng tin chính thức và nói bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn, đã chạy thận nhân tạo 2 lần trong một tuần trong 10 năm, tăng HA suy tim, bệnh tim, thiếu máu cục bộ. Nguyên nhân tử vong là nhồi máu cơ tim, có bệnh lý nền tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng suy hấp do suy tim và viêm phổi Vũ Hán. Ngay sau đó, tin tức hiện ra trên trang Thông tấn xã Việt Nam với nội dung như sau. Bộ Y tế thông báo ca tử vong đầu tiên khi mắc viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam, đó là bệnh nhân 428, nam, 70 tuổi, ở tại phường Minh An, Hội An, Quảng Nam. Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn, đã chạy thận nhân tạo. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài báo được đăng trên trang Sức khỏe Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế vào lúc 15 giờ 46 phút vào ngày 31 tháng 7 về bệnh nhân đầu tiên của Việt Nam đã tử vong vì viêm phổi Vũ Hán. Sau thời gian này, các trang chính thống của Việt Nam lúc này đã đưa tin trở lại về cái chết của bệnh nhân số 428.
Và tính đến 16 giờ 22 phút giờ Việt Nam, trang chính thức của Bộ Y tế về viêm phổi Vũ Hán vẫn ghi là không có ca tử vong nào vì viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam. Và lúc 17 giờ Việt Nam, trang này đã cập nhật có một ca tử vong tại Việt Nam vì viêm phổi Vũ Hán. Và thời điểm phát hiện bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán đầu tiên của làn sóng dịch thứ hai cũng khiến dư luận đặt câu hỏi khi mà ngay trước đó, vào ngày 21 tháng 7, Liên minh châu Âu chính thức thông báo đã huy động gói hỗ trợ trị giá 800 triệu euro tương đương với 920 triệu đô la nhằm hỗ trợ các nước ASEAN chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Và Facebook, Lê Thị Thanh Bình đã bày tỏ quan điểm trong bài viết có tựa đề "Ai có lỗi khi dịch bùng phát tại Việt Nam?" Cô viết như sau: "Mới đây, Việt Nam lại bùng phát dịch trở lại lần 2 sau 3 tháng dập dịch thành công và nhận 6,2 triệu đô la tiền từ gói cứu trợ 12 tỷ đô la không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới dành cho các nước nghèo chống dịch. Dịch tại Việt Nam sẽ còn bùng phát và lan rộng vì còn gói cứu trợ 6,5 tỷ đô la của Ngân hàng Phát triển Châu Á, rồi của Quỹ Tiền tệ Quốc tế nữa, và sau khi nhận tiền, Việt Nam lại dập dịch thành công. Do đó, dân Việt Nam ơi, đừng hoảng loạn." Và chỉ có điều tiền chỉ đầy túi đám lãnh đạo, còn dân Việt Nam thì chờ dài cổ không thấy gói cứu trợ 62.000 tỷ đồng của chính phủ Việt Nam hứa tới tay, mà chỉ thấy người ta nhận được tiền trên TV. Bản thân số liệu về người chết với viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam cũng là một đề tài đang tranh luận trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh bảng thu thập và phân tích dữ liệu về giới tính cho thấy tỷ số tử vong nam và nữ trung bình do viêm phổi Vũ Hán là 60 trên 40%. Facebook Võ Thu Phương có một bài viết vào ngày 10 tháng 8 như sau: "Thật quái lạ, tại sao tỷ lệ tử vong viêm phổi Vũ Hán của phụ nữ Việt Nam cao hơn đàn ông quá nhiều? Cho đến bây giờ chỉ có 3 người đàn ông thiệt mạng so với 10 người phụ nữ. Trong đó 3 phụ nữ ở độ tuổi trẻ và khá trẻ so với tiêu chuẩn thế giới, tức là 55, 47 và 33. Và theo thống kê của Fortune Global Health ở 20 nước, thì đàn ông hay đàn bà đều có khả năng nhiễm viêm phổi Vũ Hán như nhau, nhưng đàn ông trở bệnh nặng và tử vong nhiều gấp đôi đàn bà. Trong đó có một bình luận của người dùng Facebook Phạm Quang Tuấn lý giải hiện tượng dưới góc độ toán học rất đáng chú ý là tuy số tử vong mới chỉ là 13, nhưng tỷ số giữa nam và nữ như vậy cũng khá bất thường. Trên thế giới tỷ lệ tử vong giữa nam và nữ là 60 trên 40. Nếu những con số ở Việt Nam là hoàn toàn ngẫu nhiên thì tỷ số tử vong sẽ theo phân phối nhị thức, tức là dùng phép tính thống kê có thể tính là xác suất chỉ có 3 nam trở xuống trong 13 ca tử vong là 0,77. Và kết quả như ở Việt Nam hầu như chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà có một lý do. Ngoài ra tỷ số trẻ và già cũng rất bất bình thường, nhà nước cần điều chỉnh. Không biết có phải nhà nước đọc được thắc mắc của người dân hay không, mà 3 ca tử vong mới nhất được công bố trong ngày 11 tháng 8 đều là nam ở độ tuổi 66, 68 và 37. Một nhận xét khác cũng cần được phân tích, đó là đa số người chết vì viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam bị suy thận nặng. Đây là hình ảnh Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, CDC Hà Nội. Cũng theo ông Tuấn, tại thời điểm Việt Nam có 14 người chết vì viêm phổi Vũ Hán, thì 10 trên số 14 người chết là 71% bị suy thận nặng. Ở Ý, tỷ số này chỉ là 20%. Ông Tuấn cho rằng không phải là Việt Nam suy thận nhiều gấp mấy lần ở Ý, mà tại vì những người suy thận nặng thì phải lọc máu, mà khi lọc máu thì bệnh nhân sẽ được xét nghiệm kỹ và do đó viêm phổi Vũ Hán được khám phá. Trên thực tế, công tác khám sàng lọc viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam có nhiều bất cập. Vào ngày 26 tháng 7, Facebook Nguyễn Ngọc Đoá ở Hà Nội có bài viết mang tựa đề "Gian nan khám viêm phổi Vũ Hán". Bài viết có nội dung như sau: "Đi Đà Nẵng về Hà Nội hôm 13 tháng 7, bị ho, rát cổ, sổ mũi, đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 xin được khám xét nghiệm. Bác sĩ bảo muốn khám thì phải nhập viện 14 ngày, còn ở đây không khám sàng lọc. Ông bảo đã gọi cho CDC Hà Nội thì bảo về phường khai báo, đến trạm y tế phường bảo hôm nay là chủ nhật, không có bác sĩ nên không khám được. Xin anh cho địa chỉ, có gì thông báo sau. Ôi, để kiểm tra được viêm phổi Vũ Hán không dễ như mọi người nghĩ đâu, vòng vo và khó khăn lắm. Thôi về nhà uống thuốc vậy. Sau này mình có bị dương tính với viêm phổi Vũ Hán thì cả nhà đừng nói nhé." Bài viết sau đó không biết vì lý do gì đã bị gỡ bỏ. Và Facebook Liên Hương có chia sẻ lại bài viết này kèm bình luận như sau: "Đây là vấn đề chính trị chứ không phải là y tế hay nhân đạo. Tôi chưa thấy bạn nào kể là được xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán khi ốm, sốt, khó thở, đau ngực. Họ toàn tự chữa bằng đủ các loại kháng sinh, giảm đau, hạ sốt, tự mua hiệu thuốc. Nhưng mà bệnh đó ở ngay trong các khu dân cư có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Không xét nghiệm cho dân khi họ có triệu chứng thì không thể quản lý đúng nguồn virus." Và từ ngày 11 tháng 4 năm 2020,
chính quyền Việt Nam cũng ra văn bản khẩn yêu cầu đình chỉ xét nghiệm dịch vụ theo yêu cầu đối với viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh, ảnh chụp màn hình với bài viết khẩn nói không với xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán dịch vụ theo yêu cầu trên trang mạng của chính phủ Việt Nam. Quyết định được đưa ra chỉ ít ngày sau khi một số bệnh nhân công khai thông báo tiếp nhận xét nghiệm dịch vụ với sự cho phép của Bộ Y tế. Bài viết khẩn nói không với xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán dịch vụ theo yêu cầu trên mạng của chính phủ Việt Nam cho biết đây là quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán gửi đến các cơ sở y tế trong tỉnh, thành phố. Lý do chính thức được đưa ra là việc sử dụng xét nghiệm cần được cân nhắc kỹ để phù hợp với nhu cầu và hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, lý do này không thuyết phục được dư luận và câu hỏi đặt ra ngay từ thời điểm đó là liệu chính sách xét nghiệm hiện nay có cung cấp một bức tranh trung thực hay không. Có nhiều ý kiến bình luận rằng vấn đề dịch tễ đã bị chính trị hóa vì chính quyền muốn kiểm soát chặt chẽ toàn bộ số liệu về tình hình dịch bệnh. Và cho đến nay, giai đoạn cao điểm của làn sóng dịch bệnh thứ hai, tình trạng xét nghiệm vẫn không được cải thiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020 với bản tin Thật hay giả dữ liệu viêm phổi Vũ Hán đợt 2 tại Việt Nam. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.